Phone với camera 5 ống kính. Hình ảnh dò dỉ từ một ấn phẩm của Trung Quốc với chi tiết được cho là mặt lưng của chiếc Huawei P40 Pro. Theo hình ảnh này, Huawei P40 Pro có thiết kế camera sau với 5 ống kính nằm trong mô đun hình chữ nhật đặt theo chiều dọc. Chiều dài mô đun này đủ chỗ cho 8 ống kính. Tuy nhiên, ở hình này, 4 ống kính xếp một hàng và một ống kính zoom nằm ở hàng bên cạnh. Các tin tức dò dỉ gần đây cho biết, Huawei P40 Pro sẽ có camera chính của Sony độ phân giải 64MP IC Hard camera siêu rộng 20 MP, hard cell, ống tele 12 MP, hard cell, ống kính macro và một cảm biến 3D top. Ngoài ra, mặt trước có camera selfie kép gồm một ống kính 32 MP, hard cell và một cảm biến chiều sâu 2 MP, hard cell. Trước đó, tin đồn cũng cho biết Galaxy S11+ có thể có tới 5 cảm biến ở mặt sau bao gồm ống kính 108 MP, camera góc rộng, hai ống kính tele và cảm biến độ sâu time of flight, top, một ống kính tele hỗ trợ zoom quang 2x trong khi chiếc còn lại là kính tiềm vọng cho khả năng zoom quang 5x, kết hợp với cảm biến 108MP Cell, Galaxy S11+ có thể tạo ra khả năng zoom lai lên tới 50x và zoom kỹ thuật số 100x.